Hot TikToker Xuân Ca và võ nữ Ngân Hà bị chỉ trích nặng nề về việc nhảy nhót để PR trá hình cho web BK8. Dù là ở hình thức nào thì đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Mới đây, cộng đồng mạng để ý nhiều idol top đã thay phiên nhau đăng tải công khai clip nhảy nhót diện áo có in dòng chữ BK8. Hành động này hứng bão chỉ trích từ cư dân mạng. Một trong số những nàng TikToker đình đám là Xuân Ca, võ Ngọc Xuân Ca sinh năm 2001 Bình Thuận, có hơn 2,5 triệu người theo dõi. Và võ nữ Ngân Hà, sinh năm 2003 Đắk Lắk, có hơn 6,7 triệu người theo dõi nhận về vô vàn bình luận tiêu cực từ dân mạng. Được biết, BK8 là một dạng nhà cái chứa rất nhiều thông tin liên quan đến cá cược, giao dịch thần tốc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an ninh, kinh tế, xã hội. Vì vậy mà việc ngang nhiên PR này của hai idol TikTok có thể bị xem là hành vi vi phạm pháp luật. Bên dưới các đoạn clip, dân tình đều để lại các bình luận lên án, vì tiền mà bất chấp làm những việc như thế này, ăn follow gấp, lại quảng cáo trá hình cho BK8 à. Idol kiểu gì đây, quảng cáo linh tinh có ngày rước họa vào thân, PR cái này xong hết thích trả ra làm sao, kém sang luôn, report gấp những thành phần này đi anh em, cùng nhiều phản ứng gay gắt. Hiện tại, sau khi nhận được quá nhiều bình luận lên án việc mặc áo quảng bá trá hình cho trang web này nên cả hai nàng idol top đã dọn dẹp nội dung này trên kênh cá nhân. Nổi tiếng là những TikToker có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, việc truyền tải những nội dung PR tương tự như thế này khiến hình ảnh các cô nàng trong mắt công chúng dần trở nên xấu xí. Không những thế, sức lan tỏa khủng khiếp của những idol top sẽ dẫn đến nhiều hệ quả xấu chẳng thể lường trước được. Xuân Ca được biết đến như một hệ tư tưởng trên nền tảng TikTok. Cô nổi lên nhờ những clip nhảy cực cuốn, kỹ năng bắt beat không trượt nhịp nào. Hầu hết trong mọi trend nhảy trên mạng xã hội, Xuân Ca luôn được netizen lấy ra làm chuẩn cho hình mẫu quyến rũ, thu hút. Thậm chí, những động tác do Xuân Ca biên đạo cũng nhanh chóng viral và được nhiều bạn trẻ nhảy theo. Không chỉ làm khuấy động thế giới ảo ở Việt Nam, Xuân Ca còn được trăm ngàn người dùng Douyin biết đến và hâm mộ. Không hề kém cạnh Xuân Ca, võ nữ Ngân Hà hay còn được biết đến với biệt danh Hà Môi, sở hữu lượng follow gấp 3 lần cựu thành viên SGO48. Ngân Hà thường chia sẻ những video nhảy cực cuốn của mình. Dễ nhận ra, vũ đạo dứt khoát, biểu cảm gương mặt đa dạng, thần thái tự tin là yếu tố giúp video lên xu hướng và cô nàng TikToker nhận được tình cảm cùng bình luận yêu thích của người xem. Nổi lên cho đến thời điểm hiện tại, dù từng vướng nhiều tranh cãi về nhan sắc đời thật thế nhưng cả Xuân Ca và Ngân Hà chưa từng bị đồn đoán thất thiệt về nhân cách, đời tư. Cho đến khi sự mắt nhắm mắt mở nhận tiền PR cho BK8 thì netizen bỗng có cách nhìn khác về hai nữ idol giới trẻ này. Thậm chí trước Xuân Ca và võ nữ Ngân Hà cũng từng có TikToker nổi tiếng va vào sai lầm này và nhận không ít chỉ trích gay gắt. Cũng vì thế mà buộc phải im lặng xóa clip, rút kinh nghiệm để cải thiện hình ảnh trong mắt công chúng. Hy vọng đây sẽ là bài học cho cả hai hot TikToker, đồng tiền PR có thể là đồng tiền chân chính dựa trên tên tuổi và công sức bản thân. Thế nhưng nếu việc làm đó ảnh hưởng đến nhân sinh, xã hội thì cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt.